Cô Hiền chào con. Bài học tiếp theo của chúng ta hôm nay đó là phép chia cho số có 2 chữ số và chia cho số có 3 chữ số. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập phép chia số có 2 chữ số nào. Chúng ta cùng cô đến với phần đầu tiên là phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số 80.024 viết là. Cô có 4 phương án A, B, C, D như trên màn hình. Và trong 15 giây các con hãy chọn giúp cô phương án đúng nào. Thì chúng ta chọn ngay phương án nào nhỉ? Phương án là B. Đúng chưa? Tiếp theo câu 2 này. Giá trị của x là. Biết x nhân 33 cộng 67 nhân với x bằng 100.000. Ở đây thì các con lưu ý này, 67 nhân x các con có thể đổi chỗ vị trí này thì ta được là x nhân 33 cộng với x nhân với 67 bằng 100.000 đúng không? Và đặt x ra ngoài làm từ số chung, như vậy còn 33 cộng với 67 và kết quả là 100.000. Vậy muốn tìm x, các con chỉ cần lấy 100.000 chia cho 100 đúng không? Và chúng ta sẽ bỏ bớt đi 2 chữ số 0. X bằng bao nhiêu đây? Ở đây là có tất cả là 5 số 0. Thì khi bỏ bớt đi 2 số 0, chúng ta sẽ còn là 3 số 0. Như vậy là x bằng 1.000. Đáp án là C. Câu số 3 của chúng ta có nội dung như sau. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 120m, diện tích là 12.600m2. Vậy chu vi khu đất đó là bao nhiêu? Nào, ở đây người ta cho chiều dài 120m, diện tích là 12.600m2. Như vậy muốn tìm chiều rộng, các con sẽ lấy diện tích chia cho chiều dài, tức là 12.600 chia cho bao nhiêu đây? 120. Thì ở đây các con gạch số 0 này đi, gạch số 0 này đi. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy 1.260 chia 12 đúng không? Nào, 12 chia 12 được 1. 1 x 12 là 12, dư 0. Hạ số 6 xuống, 6 chia 12 được 0, đúng không? 60 chia 12 được 5. Và như vậy là 12.600 chia 120. Kết quả cô ra được chiều rộng là 105m. Và nửa chu vi là bao nhiêu đây? 120 cộng 105 đó là 225m. Chu vi, ta lấy nửa chu vi nhân 2 và đáp án là D. Cô chúc mừng các bạn đã có phương án D là đúng nhé. Câu 4 này, hình vẽ bên có. Câu A, hai cặp cạnh song song, hai cặp cạnh vuông góc. Câu B, hai cặp cạnh song song, một cặp cạnh vuông góc. Câu C, một cặp cạnh song song và hai cặp cạnh vuông góc. Câu cuối cùng D, một cặp cạnh song song và một cặp cạnh vuông góc. Chúng ta cùng chọn giúp cô đáp án đúng trong hình vẽ bên nào.
thẳng, chúng ta quan sát này, một góc vuông, hai góc vuông. Như vậy đây là một cặp cạnh vuông góc này, đây là một cặp cạnh vuông góc nữa này. Thế còn song song ở đây. Như vậy chúng ta sẽ có một cặp cạnh song song và hai cặp cạnh vuông góc. Và như vậy đáp án là C. Câu 5 này, số thích hợp để viết vào chỗ chấm 9m2, 5dm2 bằng bao nhiêu dm2 là bao nhiêu? Con biết rồi, 1m2 thì bằng 100dm2 đúng không? Như vậy là 9m2 thì chính bằng là 900dm2, và chỗ này cộng thêm 5 thì kết quả của chúng ta là 905. Đáp án là D. Câu số 6 nào. Trang trại nhà bác Năm có số gà mái nhiều hơn gà trống là 25 con. Sau khi bác bán đi 30 gà trống, 25 gà mái thì lúc này đàn gà còn lại 230 con gà. Vậy lúc đầu trang trại nhà bác có lần lượt số gà trống và gà mái là A. 285 gà trống, 130 gà mái. B. 130 gà trống, 155 gà mái. C. 155 gà trống, 130 gà mái. Và D là 285 con gà trống và 260 con gà mái. Đề với cô nhá. Đầu tiên là mái nhiều hơn trống là 25 con, như vậy đây là hiệu này. Dễ là bài toán tổng hiệu đấy. Sau khi bác bán đi 30 gà trống và 25 con gà mái thì số gà còn lại là 230 con gà. Như vậy là tổng số gà lúc đầu chúng ta sẽ lấy 230 cộng với 30 cộng với 25 bằng bao nhiêu đây? 230 cộng 30 là 260, cộng thêm 25 là 285 con gà. Tổng là 285, hiệu là 25, đúng không? Như vậy, muốn tìm số gà mái, các con lấy tổng cộng hiệu chia 2, tức là 285 này, cộng với 25 này, đúng bao nhiêu đây? 310 con, đúng không? Chia cho 2 thì sẽ ra là 155 gà mái. Còn 155 trừ đi 25 chính là 130 gà trống. Và chúng ta chọn đáp án nào? Đáp án là B. 130 gà trống, 155 gà mái, đúng không? Câu 7 này. Vườn rau nhà bác Hồng dạng hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 8m. Trong vườn đó bác Hồng trồng rau cải ngọt với năng suất trung bình là 2kg trên mỗi mét vuông. Vậy bác Hồng thu hoạch được số tạ rau là bao nhiêu? Các con đọc đề với cô nào. Chiều dài 25m, chiều rộng 8m. Trồng rau cải ngọt thì phải trồng trên diện tích của mảnh vườn. Và như vậy là chúng ta sẽ tính diện tích giúp cô. 25 x 8 bằng bao nhiêu đấy? Diện tích là 200m2. Thế thì năng suất là 2kg trên mỗi mét vuông. Thì ta lấy 2 x 200 bằng bao nhiêu đây? 400kg. Đổi 400kg ra tạ, được mấy tạ? 4 tạ rau, đúng không? Đáp án là D. Câu 8 này. Một sân trường hình chữ nhật, người ta sử dụng 5.000 viên gạch hình vuông có cạnh 20cm để lát kín sân trường. Vậy diện tích sân trường đó là bao nhiêu? Biết phần mạch vữa là không đáng kể.
Thế thì ở đây là viên gạch hình vuông thì các con sẽ tính diện tích cho cô. 20 x 20 thì bằng bao nhiêu? 400 cm², đúng không? Lấy diện tích một viên gạch nhân số viên gạch cho cô, 5.000 viên. Kết quả bao nhiêu đây? 4 x 5 là 20. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 số 0. Đúng chưa? Và ta tính ra được 2 triệu cm², đúng không? Bây giờ đổi ra mét vuông cho cô. Bỏ đi 4 số 0. Như vậy là diện tích sân trường là 200 m². Tiếp theo thì cô Hiền sẽ nhắc lại về phép chia có dư. Trong phép chia có dư, số dư luôn kém số chia, và số dư lớn nhất kém số chia một đơn vị. Chúng ta cùng xét ví dụ với cô nào. Chúng ta đến bài tập 1 như sau. Trong một phép chia, số tự nhiên 30.239 cho một số tự nhiên thì có số dư là 14, và đó là số dư lớn nhất có thể của phép chia này. Tìm số chia và thương của phép chia đó. Nào, cô cho chúng ta 5 giây suy nghĩ để comment cho cô số chia là 15 hay 13 nào. Nào, ở trên thì cô đã nhắc lại rồi, số dư lớn nhất kém số chia một đơn vị, đúng không? Người ta nói rằng đây là số dư lớn nhất có thể của phép chia này. Như vậy, bước đầu tiên các con sẽ tìm cho cô số chia. Số chia chính là lấy số dư cộng 1, tức là lấy 14 cộng 1 bằng 15. Và khi mà biết số chia là 15 rồi thì các con chỉ cần thực hiện phép chia thôi. Ta có 30.239 chia bao nhiêu nhỉ? Chia 15 bằng bao nhiêu? Và xem kiểm tra có đúng là dư 14 không nhá. Thì ta sẽ biết. Hoặc là cách thứ hai thì các con tìm thương. Các con sẽ lấy 30.239 trừ đi 14 và chia cho 15 là ra thương luôn. Được chưa? Đấy, các bạn hãy thực hiện và comment cho cô biết đáp án câu này nhé. Bài số 2 thì cô cho một bài tương tự như bài 1. Trong một phép chia 10.367 cho một số tự nhiên thì có dư là 17, và đó là số dư lớn nhất có thể của phép chia này. Tìm số chia và thương của phép chia đó. Câu 3 này, tìm A biết. 5.226 chia A bằng 26, và câu B là 20 nhân A trừ đi 3 nhân A cộng 4 đóng mở ngoặc bằng 3.498.